Shop hàng Nhật Đầu Điện xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2021. Thời tiết Hà Nội vẫn đang rất là rét ạ. Ngoài Bắc vẫn đang rét, rất là rét quá nhá. Ở đây hiện tại em đang đo nhiệt độ trong nhà là 14,3 độ quá này. Đây là còn các cái vùng phía Bắc thì siêu lạnh rồi. Các bác nhanh tay mua lấy một cái chiếc máy sưởi điều hòa Sanyo 4 chức năng. Hiện tại em chỉ còn có 3 chiếc thôi. Gần hết rồi các bác nhé. Còn có 3 chiếc thôi ạ. Các bác nào chốt nhanh thì các bác hoàng. Một con máy dùng đa năng luôn, rất là tiện. Có tính năng điều hòa vào mùa hè. Các bác mùa hè các bác dùng thổi mát trực tiếp vào người, độ nhiệt độ ra tầm 25 đến 28 độ, rất là mát bằng hơi điều hòa nhé. Đây là một con điều hòa. Đấy. Chuẩn bị mấy ngày nữa là nồm đến nơi rồi. Các bác dùng để hút ẩm. Bây giờ hiện tại đang trời rất lạnh, các bác dùng sớm này, nhiệt độ rất sớm em đang đo lên 94,3 độ C. Các bác nhìn chưa? Đấy. Hiện tại đang trời Hà Nội đang rất lạnh, các bác mua con này sớm tuyệt vời luôn. Hàng sản xuất tại Nhật nhé. Một chiếc máy đa năng gọi là điều hòa 4 chức năng trong một của Sanyo. Mùa đông này thì gọi là máy sưởi Sanyo luôn đi ạ. Máy có chiều cao khoảng 60 phân. Đấy, có bánh xe di chuyển này các bác này. Bánh xe di chuyển nhé. Chiều ngang này khoảng hơn 20. Chiều sâu vào khoảng gần 40. Có bình chứa nước bù ẩm, à hút ẩm. Nếu mà mùa hè các bác chạy điều hòa hoặc là các bác chạy hút ẩm thì nước sẽ vào đây. Đây các bác đổ đi. Đấy. Các bác không muốn đổ đi thì các bác cho cái vòi này ra, nó sẽ kéo ra. Đây là thông số của máy này. Các bác này, thông số điện 220V nguyên bản thì rất là tiện nhá. Hút ẩm 20 lít một ngày. Làm lạnh mới hút ẩm 330W. Sưởi ấm 1250W. Đấy. Các bác nào mà nhà có người già, trẻ nhỏ các bác dùng con này rất là thích luôn nhá. Mùa nào các bác cũng dùng được, các bác đang ngồi bán hàng hay các bác ngồi ở một cái không gian rộng các bác ngồi thổi trực tiếp luôn. Đấy. Con này cái độ nóng của nó rất là dễ chịu, nó không gắt như mấy cái bọn quạt sưởi mà hàng thầu Trung Quốc bán đâu ạ. Đây, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá 3,2 triệu chưa phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc, không bao ship, các bác ở xa mua đặt cọc trước 500.000. Chào các bác.